Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Cycle. Thì hiện tại là trong showroom nó hơi chật chội nên là em mang ra đây để quay cái mẫu xe mà bên em mới về. Thì giới thiệu mọi người đây là mẫu Livit 3. Thì với chiếc xe này thì sẽ có một cái cấu hình phải gọi là rất là hợp lý trong tầm giá nha mọi người. Thì bây giờ em sẽ không lăn tăn nữa, đi chi tiết cấu hình chiếc này nha. Rồi trên này nè, điểm mà mạnh của dòng xe này là chúng ta sẽ được trang bị một cái tay thắng của Shimano MT200. Thì với cái dòng thắng này nó sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm thắng cực kỳ tốt nha mọi người. Dòng thắng này em nói khá là nhiều rồi. Thì với chiếc xe này giá rất là thấp thôi, chỉ 6 triệu đồng thôi, nhưng mà đã trang bị được cái thắng MT200 này rồi. Đó, tiếp theo thì bộ truyền động của xe này bao gồm là 3 đĩa và 8 lít tay đè bấm xả của Shimano nha mọi người. Phía dưới thì chúng ta sẽ có đùi đĩa của Browell nè, 3 tầng nè. Đó. Rồi gạt đĩa của Shimano Tunay. Phía sau thì chúng ta sẽ có một cùi đè sau của Shimano Tunay kèm theo là 8 lít sau. Đó, một cái cấu hình phải gọi rất là tốt mọi người. Đây là mẫu Livit 3 thì chiếc xe này có giá là 6 triệu. Với 6 triệu chúng ta có thêm cái gì? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khung nhôm có mối hàn. Thì điều đặc biệt của khung này là sẽ có thiết kế dây đi âm nha mọi người. Sẽ có thiết kế dây đi âm sườn nè. Thứ hai là ở phần khung này chúng ta sẽ được trang bị khung nhôm T6. Thì đây là một cái chất liệu nhôm mà phải gọi rất là phổ biến mà được các hãng xe đạp người ta áp dụng trên các cái dòng xe giá thấp. Đó. Thì khung này sẽ cho chúng ta cái trọng lượng nhẹ nè, cũng như là cái độ cứng cáp rất là cao. Rồi, phuộc ở đây thì sẽ có khóa phuộc nha mọi người. Có phuộc ở đây. Rồi. Rồi về phần bánh thì chúng ta sẽ có một cái bánh 26 inch. Đó, thì cái dòng bánh này nó sẽ phù hợp với những bạn nào mà đi học nè, hay là những cô chú anh chị nào đạp thể dục nhẹ nhàng đơn giản thì chúng ta sẽ đi cái dòng bánh này nó sẽ phù hợp nha. Lốp ở đây thì chúng ta sẽ được trang bị lốp của CST. Đó. Bơm xe máy nha mọi người. Vành này chắc chắn là vành nhôm rồi. Còn về đùm thì chắc chắn là ở đây chúng ta sẽ có đùm bạc đạn nè mọi người, rất là trớn. Đó. Rồi, khung sườn thì chúng ta sẽ được trang bị các cái điểm chờ nè, các vị trí chờ nè, thì mọi người có thể gắn thêm ba ga hay là dè, nó tùy thích. Mọi người mà đỡ muốn chở thêm đồ thì có thể gắn thêm ba ga hay là dè gì đó thì nó sẽ hạn chế bùng ở đây nè. Nó dè thì sẽ hạn chế bùng nha. Còn ba ga thì chúng ta sẽ có thể chở thêm đồ. Ở ngoài này thì môi trường âm thanh nó không được tốt cho lắm nên là mọi người nghe âm thanh này mà nó có dở thì thông cảm giùm em nha. Mẫu Livit 3 này thì sẽ có giá là 6 triệu đồng. Mọi người mà muốn đặt hàng thì liên hệ vào số điện thoại em để bên dưới nha. Rồi, video ngày hôm nay thì giới thiệu sơ cái cấu hình này để cho mọi người tham khảo. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở cái video lần sau. Bye bye.